Talk show phim Việt thời vang bóng mến chào quý khán giả. Thưa quý vị, Phiên Tòa Cần Chánh Án là bộ phim Việt Nam của đạo diễn Việt Linh với sự tham gia của các diễn viên như Trần Vịnh, Thanh Điền, Thủy Hoàng. Phiên Tòa Cần Chánh Án là lời lên án đanh thép tội ác chiến tranh và sự vô tâm của con người. Bằng những hình ảnh hiện tại và quá khứ đang vào nhau một cách nhuần nhuyễn, tác giả phim Phiên Tòa Cần Chánh Án đã khéo léo lý giải những vấn đề khúc mắc nhất mà bộ phim đặt ra. Cuộc đời của nữ nghệ sĩ Quỳnh Mai tưởng chừng như toàn mỹ. Chỉ có người chồng rất yêu mình, có công việc đem lại nhiều tiếng tăm, những bó hoa, những tràng vỗ tay cùng với những lời khen không ngớt. Nhưng đằng sau đó là nỗi đau vẫn âm thầm dày dò chị, ngăn cản không cho chị được hạnh phúc, thanh thản trong gia đình. Vậy thì nỗi đau của cô đại minh tinh Quỳnh Mai rốt cuộc là gì? Thông điệp nào được gửi gắm? Talk show phim Việt ngày hôm nay, Tuyết Anh xin mời quý khán giả sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, thủ vai đạo diễn Trần Việt trong phim, người mà theo như nhân vật Hải nói thì là kẻ trộm lẻn vào một ngôi nhà hạnh phúc để tìm câu trả lời. Đầu tiên thì xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin thân ái chào quý vị khán giả đang xem truyền hình Hậu Giang với chương trình phim Việt thời gian bóng. Xin kính chào. Dạ. Theo như Tuyết Anh được biết thì nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền có xuất thân trong nhà nòi, khi mà cha là nghệ sĩ đờn ca tài tử, còn mẹ là võ sư nhưng mà lại không được ủng hộ theo nghiệp theo nghệ thuật. Nhưng mà bằng niềm đam mê của mình thì ông vẫn theo nghề và gặt hái thành công ở lĩnh vực cải lương. Năm 1997 thì khán giả bất ngờ khi mà thấy một Thanh Điền trên màn ảnh thông qua nhân vật thầy giáo Bảy trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam, và sau đó là liên tiếp những vai diễn lớn nhỏ trong sự nghiệp của mình. Như vậy thì ngày hôm nay ông có thể chia sẻ là cơ duyên nào đã đưa ông đến với sự nghiệp diễn xuất và cả vai diễn Trần Việt trong bộ phim Phiên Tòa Cần Chánh Án ạ? Trước hết thì xin kể lại cái quá trình tại sao mình đi theo con đường nghệ thuật, mặc dầu cha mẹ không đồng ý. Vì cha mẹ đã trải qua những cái khổ cực và những cái xa nhà của những đứa trẻ mà thời của cha mẹ đã trải qua, cho nên không muốn cho con mình tham gia vào con đường, phải nói là con đường gian khổ của nghệ thuật. Chính cái việc đam mê của mình và đam mê của sự chung quanh thì nó thôi thúc mình để đi theo con đường nghệ thuật. Thật sự đó, làm như nó cũng có một cái gì đó mà nó làm cho mình phải tham gia vào phim. Là vì người mà đi tham gia nghệ thuật á, tham vọng lắm. Mình được cái này lại muốn được cái khác, và muốn được thêm vân vân. Dạ. Thì cho nên cái tham vọng đó thì sẽ đưa mình vào cái mà mình yêu thích. Dạ. Mặc dầu trên sân khấu cải lương là đó là lĩnh vực chuyên, thì nó có cái khó của lĩnh vực chuyên. Và khi mà tôi tham gia phim ảnh thì thật sự đó, nó lại thấy khó hơn. Phải biết lược bỏ đi những cái thói quen của mình trên sân khấu. Có nghĩa là cải lương thì hơi cường điệu. Dạ. Rồi kịch thì nó cũng có những cái chi tiết của kịch. Còn phim thì rất cần cái sự tự nhiên. Mà chính cái sự tự nhiên đó là cái khó để mình thể hiện cho người ta tin cái đó là sự thật, cái đó là thật. Nếu mình làm được thật thì mình sẽ được tiếp tục được mời vô tham gia những cái phim tới. Còn nếu mà mình thể hiện không tốt thì chắc đạo diễn và sản xuất không mời mình nữa đâu. Là vì một cái bộ phim mà để sản xuất ra bộ phim á, kinh phí nó nặng lắm. Nếu mình làm đổ vỡ và không đạt cái nhân vật ở trong phim thì cái phim mới bị giảm giá trị. Thì giảm giá trị tức là mình nói một cái kiểu nào đó, khán giả không xem thì ta lỗ vốn. Yeah. Cho nên nó buộc mình phải nghĩ thật nhiều, phải suy nghĩ, phải sống chết với cái nhân vật mà mình được trao.
Như nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền có nói thì có lẽ là cơ duyên đến với diễn xuất của ông là bắt nguồn từ cải lương. Nhưng mà từ cải lương qua điện ảnh thì nó đòi hỏi mình phải thay đổi rất là nhiều và cũng có những cái áp lực rất là lớn. Mà ông cũng có nói là nếu như mình làm không tốt thì quay phim Truyện Nhựa mà sẽ bị lỗ vốn nữa. Như vậy thì trong suốt quá trình mà mình ghi hình bộ phim Phiên Tòa Cần Chánh Án thì có cái phân cảnh nào hoặc là cái kỷ niệm nào mà mình nhớ nhất không ạ? Nói chung nhớ nhất, ấy, thì có, nhưng mà giai đoạn nào, phân đoạn nào đều cũng có cái khổ. Là vì cô nữ đạo diễn Việt Linh này nè, cô rất là kỹ. Tôi không dám nói là khó, vì nghệ thuật phải khó. Người đạo diễn càng khó thì phim càng tốt. Nhưng mà rất là kỹ, cho nên diễn không đạt thì phải diễn đi diễn lại cho đạt. Đó là trách nhiệm của người đạo diễn. Tại trách nhiệm của người đạo diễn đối với phim là rất là quan trọng. Đó, quyết định bộ phim là do đạo diễn. Thì cho nên khi tôi được phân vai, được chọn đóng vai đạo diễn, nó cũng nhờ một cái dốc dáng, cũng nhờ cái khuôn mặt, cũng nhờ một cái nhanh nhẹn của tôi và một cái suy tư cũng ra vẻ người đạo diễn. Đó. Chính vì thế mà được chọn. Nhưng mà khi được chọn rồi, tham gia không phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà người làm nghệ sĩ đó, người làm nghệ thuật đó, bất cứ một nhiệm vụ nào thì cũng phải cố gắng để hoàn thành. Thưa quý vị, vượt qua những trở ngại, thử thách khi dấn thân vào vai trò mới, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền đã mang đến một vai diễn để lại ấn tượng, đầy chiêm nghiệm trong Phiên Tòa Cần Chánh Án. Vai thứ 9, nhưng có thể nói đây chính là mùi châm cho ngọn lửa nghi ngờ cháy âm ỉ trong lòng người. Ngọn lửa lạnh lùng này thiêu đốt sự san sẻ, thấu hiểu, để rồi thiêu đốt cả một gia đình hạnh phúc. Trong cái đêm mưa gió ấy, một cú điện thoại bị dập tắt, một câu từ chối gắt gỏng, một cánh cửa đóng sập đã dẫn đến cái chết đau thương của nữ nghệ sĩ Quỳnh Mai. Tại sao cô gái đầy nghị lực năm xưa ở chiến trường lại chọn cái chết như vậy? Cái chết mà chị cũng cho là hèn nhát. Giám định hình sự kết luận chị tự sát do bức bách vì bệnh để giúp cho những người liên quan tới cái chết của Quỳnh Mai thở vào nhẹ nhõm. Họ lại nói cười, tranh luận và sống vô tư. Bởi vì họ cho rằng Quỳnh Mai chết do hậu quả của chiến tranh. Sự thật có phải như vậy hay không? Tuyết Anh tin chính trong lòng Trần Việt cũng có câu trả lời. Thì tôi nói cái bi kịch của cô Quỳnh Mai là ở chỗ đó. Trước khi mà cô ấy quyết định nguyên sinh thì cô ấy cũng dằn vặt lắm, muốn sống, nhưng mà hình như mọi cánh cửa bị đóng lại, và cô muốn làm sao để minh oan cho mình thì minh oan với chồng cũng không được, chứ mọi người cô không được. Thì chính ở chỗ đó thì cô đành chấp nhận một cái sự hy sinh. Khi xem bộ phim này thì có người cho rằng là mối quan hệ giữa đạo diễn Trần Việt và nữ nghệ sĩ Quỳnh Mai là tri kỷ. Nhưng mà cũng có người khác cho rằng là chí ít thì trong lòng của Trần Việt cũng đã có cái sự rung cảm nào đó, thấu hiểu cho những nỗi đau mà Quỳnh Mai phải chịu. Như vậy thì với nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, ông nghĩ rằng là giữa Trần Việt và Quỳnh Mai thì có đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp hay không ạ? Có đồng nghiệp. Và có cũng có một tình cảm rung động của trái tim. Nhất là cái nghệ thuật. Khi ông này làm đạo diễn phải đem hết cái tình cảm, phải đem hết những cái suy nghĩ của mình đến với Quỳnh Mai, một cái nhân vật chính của phim. Thì người ngoài nhìn vô thì thấy đúng, ông này ở Quỳnh Mai là có tình cảm riêng tư. Đúng. Tức là một cái rất bình thường ở ngoài. Ví dụ như là em à, thì phải nắm tay chứ. Không lẽ em à, em phải làm như thế này sao? Nó đâu có gì đâu tình cảm đây. Sao mà truyền đạt cái tình cảm cho diễn viên? Thì cho nên đạo diễn
lắm khi đạo diễn phải thi phạm là phải ôm thật cô đó nữa kìa. Nhưng ở người ngoài nghề, người ta nhìn vô, à ông này có ý nè. Thì chính trong phim cũng mọi người cũng nói là ông này có ý với cô đó. Là vì ông này quá thương, quá quý tài nghệ của cô ấy. Và hiểu được cô ấy đã trải qua những cái đau khổ đó. Thì cho nên ở đây là một sự động viên, một sự chia sẻ, một sự đồng cảm. Để có tình người đó, đó là tình người. Tôi nghĩ rằng đó là tình người. Biết chia sẻ những cái đau khổ của nhau. Thì tôi cho đó là tình người. Cho nên ở đây là ai nói sao cũng được. Mình nghĩ sao cũng được. Miễn mình trong sáng thôi. Thì trong đó có một cái câu là, nếu tôi nhớ không lầm là ông kia ông nói là sự nghi ngờ, thì ông này ông nói kẻ trộm không thể vào những ngôi nhà kín đáo. Thì ở đây nếu mà anh giữ cái hạnh phúc anh tròn vẹn với tình cảm với vợ anh, thì không có kẻ trộm nào mà vô được hết. Không có kẻ trộm nào mà ăn cắp cái hạnh phúc đó được. Thì cho nên một cái ý rất là lớn, một ý rất hay. Cảnh giác, để anh ơi anh đừng có nghi ngờ quá. Có thể nói câu thoại của Trần Việt dường như là một lời giải bày về sự trong sạch của Quỳnh Mai, nhưng mà lại cũng là một lời cảnh tỉnh cho Hải về cái sự rạn nứt của gia đình. Theo ông thì điều gì đã dẫn đến bi kịch của Quỳnh Mai lớn nhất ạ? Lý do nào ạ? Đó, lý do là sự nghi ngờ. Cái đó là lý do lớn nhất mà đưa vào Quỳnh Mai đến cái chỗ chết. Nhưng mà vì sao Quỳnh Mai lại không mạnh dạn nói với Hải rằng là chị ám ảnh về chiến tranh và chị sợ sinh ra những đứa con không được lành lặn mà chị lại giấu kín vào trong lòng của mình? Thì tôi nghĩ rằng một người phụ nữ có một sự kín đáo. Nếu nói vậy đó, thì như vậy thì ông chồng còn yêu mình hay không? Còn thương mình hay không? Hay là ông chồng này ông khát khao có một đứa con mà cô này á lại không thể sanh con được. Sanh con mà rầu rủi, nếu nó không được lành lặn, trong việc khi trong người cô ấy có mang một cái chứng, một cái vết thương của chiến tranh, thì như vậy thì bây giờ tôi hỏi ngược lại cô nè. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh của Quỳnh Mai thì cô có dám nói hay không? Nếu như khó à? Dạ khó. Nếu như mà Thức Anh rơi vào hoàn cảnh như Quỳnh Mai thì câu trả lời chắc là nằm ở người chồng của mình. Nếu như Quỳnh Mai cảm nhận được người chồng của mình là một người chồng thấu hiểu vợ và khoảng cách giữa hai người không quá lớn như vậy thì có thể chia sẻ được. Còn nếu như mà người chồng vẫn mang cái sự nghi ngờ và khoảng cách ngày càng xa, không thể nào cứu vãn được nữa, thì rõ ràng là những cái chuyện giải bày trong cái nội tâm, trong cái suy nghĩ của mình là một điều khó. Câu trả lời rất khéo, vừa MC mà vừa làm như sống với nhân vật của Quỳnh Mai. Cho nên câu trả lời rất khéo. Tất cả đều là do ông chồng. Nếu ông chồng chia sẻ thì cô này tí hỏi em tại sao em không chịu có con với anh? Nếu có cuộc đời bình thường, tại sao em lại tránh né anh, để vấn đề mà vân vân, thì cô này cô nói. Thưa quý vị, có lẽ hình ảnh cô diễn viên Quỳnh Mai gục chết, trên tay là chiếc nhẫn được làm từ mảnh bơm, chiếc nhẫn của tình yêu thuở ban sơ mà không tiền vàng nào có thể mua được, cùng lá thơ với lời nhắn: con người chịu được tất cả trừ sự cô đơn, đang dây dứt người xem bởi cảm thương cho số phận của một người phụ nữ đã chịu quá nhiều ám ảnh từ chiến tranh, khao khát được yêu, được chia sẻ, được là chính mình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi bộ phim này trên sóng HCTV.